mùng 2 tháng 2, thứ ba tuần 4 thường niên. Hỡi em bé, ta bảo em hãy trỗi dậy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có một đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người. Vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức huyết cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thương người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha kaumi," nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sừng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Hạnh phúc là tín thác trong đau khổ. Hỡi em bé, ta bảo em hãy trỗi dậy. Chỉ một cái khẽ chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu, người đàn bà bị bệnh băng huyết 18 năm trường đã được khỏi bệnh. Chỉ một cái xuống tay của Chúa Giêsu, em bé đã chết đi, được hồi sinh mạnh khỏe. Tất cả những việc lạ lùng mà Chúa Giêsu đã thực hiện
đều do quyền năng và lòng thương xót của chú kết hợp với lòng tin tưởng tuyệt đối của chúng ta. Quyền năng và lòng xót thương của chú thì luôn luôn có đó, luôn luôn sẵn sàng. Việc còn lại là lòng tin tưởng, trông cậy mến yêu của mỗi chúng ta. Ba nhân đức đối thần là tin, cậy mến, liên kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau. Đã tin thì đặt trọn niềm hy vọng, thì bền vững lòng cậy trông, và nhất là yêu mến Chúa trên hết mọi sự yêu mến. Nói tin Chúa mà còn cậy sức mình, còn yêu sự đời này hơn yêu Chúa, thì rõ là đức tin ấy chưa phải là toàn hảo, chưa phải là tuyệt đối. Trong cuộc đời của mỗi người, mỗi gia đình, luôn có những lúc chúng ta hoàn toàn bất lực trước những cơn bệnh ngặt nghèo, những khổ đau tâm hồn thể xác, những thử thách quá sức chịu đựng. Nhưng thiết tưởng đó là điều hẳn nhiên, và còn là thánh ý Chúa. Gọi là thánh ý bởi không có gì ngoài thánh ý, bởi không có gì mà Chúa không thấu hiểu. Hạnh phúc của chúng ta không phải là không đau khổ, nhưng hạnh phúc là tín thác trong khi đang đau khổ. Chúa muốn chúng ta tin cậy mến Chúa tuyệt đối, để những đau khổ dĩ nhiên trong cuộc sống, sinh lão bệnh và ắt tử kia, sẽ trở thành phần đóng góp quý giá của chúng ta trong phép lạ vĩ đại. Đó là sự sống lại vĩnh cửu trong nước Chúa. Ước gì các gia đình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để tình yêu thăng hoa, hạnh phúc vĩ đại nhờ đau khổ lớn lao. Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin rằng Chúa đang luôn ban điều tốt đẹp nhất cho ai tin cậy mến Chúa hết lòng. Amen. Lạy Chúa, đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình, chúng con nguyện xin cho mọi người trẻ biết yêu mến, lắng nghe, thực hành lời Chúa, để quý chuộng tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình, biết hy sinh dâng hiến, không chỉ để xây dựng mái nhà, mà còn là xây dựng mái ấm hạnh phúc cho nhau, cho con cái, và làm nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Ước gì mọi người hân hoan hát lên: Chúa cho con một mái nhà, ấm tình mẹ, ấm tình cha, ấm tình Thiên Chúa. Amen. Xin Chúa thương đời mẹ một
cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ cha, sống yên vui tràn hòa, tình yêu Chúa luôn đậm đà. Mẹ là vầng trăng sáng soi, thắp đêm con học chữ tình, mắt nhìn nụ cười thắm xinh, bóng cha trong con in hình. Chúa cho con một mái nhà, ấm tình mẹ, ấm tình cha. Kinh khúc ca lưỡi con vang lời cảm tạ, Chúa đã vì yêu thiết tha nối tim cha hòa tim mẹ. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Xin Chúa thương đời mẹ một đời vì yêu thiết tha. Chúa thương đời cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ cha, sống yên vui tràn hòa, tình yêu Chúa luôn đậm đà. Mẹ là hạt sương sớm trong phai, Chúa yêu cha đã ban tặng. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Xin Chúa thương đời mẹ một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương đời cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ.